Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn sử dụng bộ sưu tập thế giới diệu kỳ của Sun Dulux Easy Clean. Hãy cùng trang trí căn phòng với chủ đề Under the Sea, đại dương xanh thẳm. Có hai phần cho mỗi chủ đề, phần thứ nhất là hình nền và phần thứ hai là họa tiết trang trí. Nào, hãy cùng khám phá bên trong bộ sưu tập có gì nhé. 6 hộp màu sơn, bộ khuôn hình trang trí, các miếng dán trang trí, hướng dẫn sử dụng, mẫu trang trí tham khảo và hai cuộn băng dính. Bước 1, sơn hình nền theo mẫu cho bức tường. Chọn màu nền theo phần B trong mẫu trang trí. Bạn sẽ cần 2 lít Sun Dulux Easy Clean lau chùi vượt bậc màu Rim Spiral, 1 lít Sun Dulux Easy Clean lau chùi vượt bậc màu Permuda Pool, 1 lít Sun Dulux Easy Clean lau chùi vượt bậc màu Ardenfork, 1 cây rulo và 1 cây cọ. Đừng quên xem hướng dẫn sử dụng trong suốt quá trình thi công nhé. Thi công Sun Dulux Easy Clean lau chùi vượt bậc để tạo hình nền cho bức tường. Tiếp theo, tạo những hoa văn trên hình nền theo mẫu trong phần B của mẫu trang trí tham khảo. Bước 1 đã hoàn thành rồi đấy. Giờ thì hãy tiếp tục bước 2 bằng cách tham khảo phần C trong mẫu trang trí để tạo ra các họa tiết trang trí. Sử dụng khuôn hình để tạo họa tiết trang trí. Dán khuôn hình lên tường. Cẩn thận lột bỏ phần bên trong của khuôn hình. Lặp lại như vậy cho những khuôn hình khác. Ở bước 3, bạn hãy tham khảo phần D trong mẫu trang trí để thực hiện sơn phủ lên các khuôn hình. Ở chủ đề này, khuôn hình phần thân tàu ngầm có mã là A1 tương ứng với màu Yellow Rose, mã màu số 3. Và bây giờ, hãy mở nắp hộp màu thật cẩn thận nhé. Tham khảo hướng dẫn để sử dụng những hộp màu này. Sử dụng hộp màu sơn để sơn phủ lên các khuôn hình. Cần đến 2-3 lớp sơn để đạt độ phủ như mong muốn. Lặp lại như vậy cho những khuôn hình khác. Sau khi sơn xong, gỡ bỏ khuôn hình một cách cẩn thận. Vậy là bước 3 đã hoàn thành. Hoàn tất bằng việc dán các miếng dán trang trí lên tường. Khi sơn khô, hãy dán các miếng dán trang trí lên các họa tiết theo mẫu trang trí. Vậy là bạn đã hoàn thành xong tác phẩm sáng tạo của mình và tiến gần hơn đến giấc mơ tuổi thơ về những thế giới diệu kỳ rồi đấy. Hãy để bé phát huy trí tưởng tượng trong không gian sống đầy thú vị của riêng mình.